Phía trên thế giới Hương Quang Vân, trải qua các thế giới nhiều như số hạt bụi cõi Phật, có thế giới tên là Vô Oán Thủ. Thế giới đó có vị Phật hiệu là Tinh Tấn Thắng Huệ Hải đang giáo hóa chúng sinh. Phía trên trải qua các thế giới nhiều như số các cõi Phật, có thế giới tên là Nhất Thiết Tràng Nghiêm Cụ Quang Minh Tràng. Được Phật ở thế giới đó hiệu là Phổ Hiện Duyệt Ý Liên Hòa Tự Tại Vương. Phía trên thế giới Vô Oán Thủ, trải qua các thế giới nhiều như số hạt bụi cõi Phật, có thế giới tên là Nhất Thiết Tràng Nghiệm Cụ Quang Minh Tràng. Thế giới đó có vị Phật hiệu là Phổ Hiện Duyệt Ý Liên Hòa Tự Tại Vương đang giáo hóa chúng sinh. Phía trên trải qua các thế giới nhiều như số hạt bụi cõi Phật, có thế giới tên là Hào Tướng Tràng Nghiêm, hình dạng như nửa mặt trăng, nương núi Tù Di Biển Mani mà trụ, có tất cả mây quang Mani Vương Tràng Nghiêm Xí Thịnh che phủ phía trên. Có các thế giới nhiều như số hạt bụi 20 cõi Phật bao bọc chung quanh, thuần nhất thanh tịnh. Đức Phật ở thế giới đó hiệu là Thanh Tịnh Nhãn. Phía trên thế giới Nhất Thiết Tràng Nghiêm Cụ Quang Minh Tràng, trải qua các thế giới nhiều như số hạt bụi cõi Phật, có thế giới tên là Hào Tướng Tràng Nghiêm, hình trạng như nửa mặt trăng, nương núi Tu Di Biển Mani mà trụ, có tất cả mây quang Mani Tràng Nghiêm Xí Thạnh che phủ phía trên. Đây là thế giới tầng thứ 20, có các thế giới nhiều như số hạt bụi 20 cõi Phật bao bọc chung quanh làm quyến thuộc, thuần nhất thanh tịnh chẳng hỗn tạp. Thế giới đó có vị Phật hiệu là Thanh Tịnh Nhãn đang chuyển pháp luân giáo hóa chúng sinh. Hiện tại đã giải thích sơ lược xong điểm thứ 9, thế giới trùng pháp giới hạnh, có 20 tầng thế giới ở trong biển Hương Thủy Kim Cang Bảo Tụ. Các Phật tử vòng về phía bên phải biển Hương Thủy Kim Cang Bảo Tụ, lại có biển Hương Thủy tên là Thiên Thành Bảo Diệp. Trong biển đó có thế giới trùng tên là Đăng Diễm Quang Minh, dùng tất cả pháp luân âm bình đẳng khai thị khắp làm thể. Bồ Tát Đại Hạnh Phổ Hiền lại gọi một tiếng các vị đệ tử của Phật. Vòng về phía bên phải biển Hương Thủy Kim Cang Bảo Tụ, lại có biển Hương Thủy tên là Thiên Thành Bảo Diệp. Ở trong biển đó có thế giới trùng tên là Đăng Diễm Quang Minh, dùng tất cả pháp luân âm bình đẳng khai thị khắp làm thể tánh. Trong đó phương dưới cùng có thế giới tên là Bảo Nguyệt Quang Diễm Luân, hình trạng như tất cả đồ trang nghiêm, nương tất cả biển hoa báu trang nghiêm mà trụ, có mây tỏa sư tử màu lưu ly che phủ phía trên. Có các thế giới nhiều như số hạt bụi cõi Phật bao bọc chung quanh, thuần nhất thanh tịnh. Đức Phật ở thế giới đó hiệu là Nhật Nguyệt Tự Tại Quang. Phía trên thế giới Đăng Diễm Quang Minh có 20 tầng thế giới, trong đó phương dưới cùng có thế giới tên là Bảo Nguyệt Quang Diễm Luân, hình trạng như tất cả đồ trang nghiêm, nương tất cả biển hoa báu trang nghiêm mà trụ, có mây tỏa sư tử màu sắc lưu ly che phủ phía trên. Có các thế giới nhiều như số hạt bụi cõi Phật bao bọc chung quanh, lại làm quyến thuộc, thuần nhất thanh tịnh, chẳng hỗn tạp. Thế giới đó có vị Phật hiệu là Nhật Nguyệt Tự Tại Quang đang chuyển pháp luân giáo hóa chúng sinh. Phía trên trải qua các thế giới nhiều như số hạt bụi cõi Phật, có thế giới tên là Tu Di Bảo Quang. Đức Phật ở thế giới đó hiệu là Vô Tận Pháp Bảo Tràng. Phía trên thế giới Bảo Nguyệt Quang Diễm Luân, trải qua các thế giới nhiều như số hạt bụi cõi Phật, có thế giới tên là Tu Di Bảo Quang. Thế giới đó có vị Phật hiệu là Vô Tận Pháp Bảo Tràng đang giáo hóa chúng sinh. Phía trên trải qua các thế giới nhiều như số hạt bụi cõi Phật, có thế giới tên là Chúng Diệu Quang Minh Tràng. Được Phật ở thế giới đó hiệu là Đại Hoa Tụ. Phía trên thế giới Tu Di Bảo Quang, trải qua các thế giới nhiều như số hạt bụi cõi Phật, có thế giới tên là Chúng Diệu Quang Minh Tràng. Thế giới đó có vị Phật hiệu là Đại Hoa Tụ đang giáo hóa chúng sinh. Phía trên trải qua các thế giới nhiều như số hạt bụi cõi Phật, có thế giới tên là Mani Quang Minh Hoa. Được Phật ở thế giới đó hiệu là Nhân Trùng Tối Tự Tại. Phía trên thế giới Chúng Diệu Quang Minh Tràng, trải qua các thế giới nhiều như số hạt bụi cõi Phật, có thế giới tên là Mani Quang Minh Hoa. Thế giới đó có vị Phật hiệu là Nhân Trung Tối Tự Tại đang giáo hóa chúng sinh. Phía trên trải qua các thế giới nhiều như số hạt bụi cõi Phật, có thế giới tên là Phổ Âm. Được Phật ở thế giới đó hiệu là Nhất Thiết Chí Biến Chiếu,
Phía trên thế giới Mani Quang Minh Hoa trải qua các thế giới nhiều như số hạt bụi cõi Phật. Có thế giới tên là Phổ Âm, thế giới đó có vị Phật hiệu là Nhất Thiết Chí Biến Chiếu đang giáo hóa chúng sinh. Phía trên trải qua các thế giới nhiều như số hạt bụi cõi Phật, có thế giới tên là Đại Thụ Khẩn Na La Âm, Đức Phật ở thế giới đó hiệu là Vô Lượng Phước Đức Tự Tại Long. Phía trên thế giới Phổ Âm, trải qua các thế giới nhiều như số hạt bụi cõi Phật, có thế giới tên là Đại Thụ Khẩn Na La Âm, thế giới đó có vị Phật hiệu là Vô Lượng Phước Đức Tự Tại Long đang giáo hóa chúng sinh. Phía trên trải qua các thế giới nhiều như số hạt bụi cõi Phật, có thế giới tên là Vô Biên Tịnh Quang Minh, Đức Phật ở thế giới đó hiệu là Công Đức Bảo Hoa Quang. Phía trên thế giới Đại Thụ Khẩn Na La Âm, trải qua các thế giới nhiều như số hạt bụi cõi Phật, có thế giới tên là Vô Biên Tịnh Quang Minh, thế giới đó có vị Phật hiệu là Công Đức Bảo Hoa Quang đang giáo hóa chúng sinh. Phía trên trải qua các thế giới nhiều như số hạt bụi cõi Phật, có thế giới tên là Tối Thắng Âm, Đức Phật ở thế giới đó hiệu là Nhất Thiết Chí Trang Nghiêm. Phía trên thế giới Vô Biên Tịnh Quang Minh, trải qua các thế giới nhiều như số hạt bụi cõi Phật, có thế giới tên là Tối Thắng Âm, thế giới đó có vị Phật hiệu là Nhất Thiết Chí Trang Nghiêm đang giáo hóa chúng sinh. Phía trên trải qua các thế giới nhiều như số hạt bụi cõi Phật, có thế giới tên là Chúng Bảo Giáng Sức, Đức Phật ở thế giới đó hiệu là Bảo Diễm Tu Di Sơn. Phía trên thế giới Tối Thắng Âm, trải qua các thế giới nhiều như số hạt bụi cõi Phật, có thế giới tên là Chúng Bảo Giáng Sức, thế giới đó có vị Phật hiệu là Bảo Diễm Tu Di Sơn đang giáo hóa chúng sinh. Phía trên trải qua các thế giới nhiều như số hạt bụi cõi Phật, có thế giới tên là Thanh Tịnh Tu Di Âm, Đức Phật ở thế giới đó hiệu là Xuất Hiện Nhất Thiết Hạnh Quang Minh. Phía trên thế giới Chúng Bảo Giáng Sức, trải qua các thế giới nhiều như số hạt bụi cõi Phật, có thế giới tên là Thanh Tịnh Tu Di Âm, thế giới đó có vị Phật hiệu là Xuất Hiện Nhất Thiết Hạnh Quang Minh đang giáo hóa chúng sinh. Phía trên trải qua các thế giới nhiều như số hạt bụi cõi Phật, có thế giới tên là Hương Thủy Cái, Đức Phật ở thế giới đó hiệu là Nhất Thiết Ba La Mật Vô Ngại Hải. Phía trên thế giới Thanh Tịnh Tu Di Âm, trải qua các thế giới nhiều như số hạt bụi cõi Phật, có thế giới tên là Hương Thủy Cái, thế giới đó có vị Phật hiệu là Nhất Thiết Ba La Mật Vô Ngại Hải đang giáo hóa chúng sinh. Phía trên trải qua các thế giới nhiều như số hạt bụi cõi Phật, có thế giới tên là Sư Tử Hoa Võng, Đức Phật ở thế giới đó hiệu là Bảo Diễm Tràng. Phía trên thế giới Hương Thủy Cái, trải qua các thế giới nhiều như số hạt bụi cõi Phật, có thế giới tên là Sư Tử Hoa Võng, thế giới đó có vị Phật hiệu là Bảo Diễm Tràng đang giáo hóa chúng sinh. Phía trên trải qua các thế giới nhiều như số hạt bụi cõi Phật, có thế giới tên là Kim Cang Diệu Hoa Đăng, Đức Phật ở thế giới đó hiệu là Nhất Thiết Đại Nguyện Quang. Phía trên thế giới Sư Tử Hoa Võng, trải qua các thế giới nhiều như số hạt bụi cõi Phật, có thế giới tên là Kim Cang Diệu Hoa Đăng, thế giới đó có vị Phật hiệu là Nhất Thiết Đại Nguyện Quang đang giáo hóa chúng sinh. Phía trên trải qua các thế giới nhiều như số hạt bụi cõi Phật, có thế giới tên là Nhất Thiết Pháp Quang Minh Địa, Đức Phật ở thế giới đó hiệu là Nhất Thiết Pháp Quang Đại Chân Thật Nghĩa. Phía trên thế giới Kim Cang Diệu Hoa Đăng, trải qua các thế giới nhiều như số hạt bụi cõi Phật, có thế giới tên là Nhất Thiết Pháp Quang Minh Địa, thế giới đó có vị Phật hiệu là Nhất Thiết Pháp Quang Đại Chân Thật Nghĩa đang giáo hóa chúng sinh. Phía trên trải qua các thế giới nhiều như số hạt bụi cõi Phật, có thế giới tên là Chân Châu Mạt Bình Thản Trang Nghiêm, Đức Phật ở thế giới đó hiệu là Thắng Huệ Quang Minh Võng. Phía trên thế giới Nhất Thiết Pháp Quang Minh Địa, trải qua các thế giới nhiều như số hạt bụi cõi Phật, có thế giới tên là Chân Châu Mạt Bình Thản Trang Nghiêm, thế giới đó có vị Phật hiệu là Thắng Huệ Quang Minh Võng. Phía trên trải qua các thế giới nhiều như số hạt bụi cõi Phật, có thế giới tên là Lưu Ly Hoa, Đức Phật ở thế giới đó hiệu là Bảo Tích Tràng. Phía trên thế giới Trần Châu Mạt Bình Thản Trang Nghiêm, trải qua các thế giới nhiều như số hạt bụi cõi Phật, có thế giới tên là Lưu Ly Hoa, thế giới đó có vị Phật hiệu là Bảo Tích Tràng đang giáo hóa chúng sinh. Phía trên trải qua các thế giới nhiều như số hạt bụi cõi Phật, có thế giới tên là Vô Lượng Diệu Quang Luân,
Đức Phật ở thế giới đó hiệu là Đại Oai Lực Trí Hải Tạng. Phía trên thế giới Lưu Ly Hoa, trải qua các thế giới, nhiều như số hạt bụi cõi Phật, có thế giới tên là Vô Lượng Diệu Quang Luân. Thế giới đó có vị Phật hiệu là Đại Oai Lực Trí Hải Tạng đang giáo hóa chúng sinh. Phía trên trải qua các thế giới, nhiều như số hạt bụi cõi Phật, có thế giới tên là Minh Kiến Thập Phương. Đức Phật ở thế giới đó hiệu là Tịnh Tu Tất Cả Công Đức Tràng. Phía trên thế giới Vô Lượng Diệu Quang Luân, trải qua các thế giới, nhiều như số hạt bụi cõi Phật, có thế giới tên là Minh Kiến Thập Phương. Thế giới đó có vị Phật hiệu là Tịnh Tu Nhất Thiết Công Đức Tràng đang giáo hóa chúng sinh. Phía trên trải qua các thế giới, nhiều như số hạt bụi cõi Phật, có thế giới tên là Khả Ái Lạc Phạm Âm, hình trạng như bàn tay Phật, nương tựa biển lưới quang báu mà trụ, có mây thân Bồ Tát tất cả trang nghiêm che phủ phía trên. Có các thế giới, nhiều như số hạt bụi 20 cõi Phật bao bọc chung quanh, thuần nhất thanh tịnh. Đức Phật ở thế giới đó hiệu là Phổ Chiếu Pháp Giới Vô Ngại Quang. Phía trên thế giới Minh Kiến Thập Phương, trải qua các thế giới, nhiều như số hạt bụi cõi Phật, có thế giới tên là Khả Ái Lạc Phạm Âm, hình trạng như bàn tay Phật, nương tựa biển lưới quang báu mà trụ. Có mây thần Bồ Tát tất cả trang nghiêm che phủ phía trên. Đây là thế giới tầng thứ 20, có các thế giới nhiều như số hạt bụi 20 cõi Phật bao bọc chung quanh, làm quyến thuộc, thuần nhất, chẳng hỗn tạp. Thế giới đó có vị Phật hiệu là Phổ Chiếu Pháp Giới Vô Ngại Quang, đang chuyển Pháp Luân giáo hóa chúng sinh. Hiện tại đã giải thích sơ lược xong biển thứ 10. Thế giới trùng đang diễm quang minh, có 20 tầng thế giới, ở trong biển Hương Thủy, Thiên Thành, Bảo Diệp. Thế giới hài biển Hương Thủy trong Kinh Hoa Nghiêm nói, đều có nhiều như số hạt bụi, bất quá sức trí huệ của chúng ta chẳng thông đạt được, cho nên chẳng biết. Kỳ thật đủ thứ biển Hương Thủy, đủ thứ thế giới nhiều vô lượng vô biên, thế giới giống như tấm lưới, chẳng biết có bao nhiêu, chúng ta chẳng có sức trí huệ thông đạt đến các thế giới khác. Tuy nhiên hiện tại lên được mặt trăng, đó chỉ là thuộc về thế giới của chúng ta, chứ chẳng phải thế giới khác. Thế giới chúng ta đây cảm thấy rất lớn, song theo sự nhìn thấy của chư Phật, chẳng qua là một hạt bụi mà thôi. Thế giới với thế giới có vị trí nhất định chẳng lộn xộn, có hàng lối. Thế giới này hư hoại, thì thế giới kia thành, tuần hoàn không ngừng, chấm dứt rồi bắt đầu. Nghiên cứu Kinh Hoa Nghiêm, tức là phóng tâm lượng ra cho rộng lớn. Tâm lượng của chúng ta vốn là tận hư không biến pháp giới, trong tâm lượng, bao quát vô lượng thế giới. Nhiều như hạt bụi, song vì tâm ích kỷ quá nặng, tất cả đều nghĩ đến lợi ích cho mình, mà quên mất tinh thần Bồ Tát Đại Công Vô Tư, cho nên chẳng dung nạp được việc lớn, hà huống là một thế giới. Tâm ích kỷ lợi mình đầy rẫy trong tâm, thì làm sao mà có chỗ dung chứa thế giới? Song chúng ta nên phóng tâm lượng cho rộng lớn, dung nạp tất cả vạn sự vạn vật. Do đó, tâm bào thái hư, lượng trù xa giới. Nghĩa là tận hư không biến pháp giới đều ở trong tâm của chúng ta. Thế giới có vô lượng vô biên như số hạt bụi, thì trong tâm của chúng ta có vô lượng vô biên vọng tưởng. Những vọng tưởng đó đại biểu cho hạt bụi. Hạt bụi thế gian cũng đại biểu cho vọng tưởng của chúng sinh. Do đó, tánh định ma phục triều triều lạc, vọng tưởng bất khởi xứ xứ an. Nếu tâm của bạn an định thì ma cũng hàng phục được, ngày ngày đều khoái lạc. Vọng niệm của bạn chẳng khởi thì bất cứ đi đến đâu cũng bình an vô sự, chẳng phát sinh vấn đề. Bấy giờ Bồ Tát Phổ Hiền lại bảo đại chúng rằng, các Phật tử, về hướng đông của biển Hương Thủy đi cầu diễm tạng đó. Lúc đó vị Bồ Tát Đại Hạnh Phổ Hiền lại bảo đại chúng ở trong hội Hoa Nghiêm rằng, các vị đệ tử của Phật về hướng đông của biển Hương Thủy đi cầu diễm tạng đó, lại có 10 biển Hương Thủy. Ở trong mỗi biển Hương Thủy đều có một thế giới trùng, mỗi thế giới trùng có 20 tầng thế giới. Lại có biển Hương Thủy tên là Biến Hóa Vi Diệu Thân, trong biển đó có thế giới trùng tên là Thiện Bố Sai Biệt Phương. Lại có biển Hương Thủy tên là Biến Hóa Vi Diệu Thân, trong biển đó có thế giới trùng tên là Thiện Bố Sai Biệt Phương. Kế lại có biển Hương Thủy tên là Kim Cang Nhãn Tràng, trong biển đó có thế giới trùng tên là Trang Nghiêm Pháp Giới Kiều. Kế lại có biển Hương Thủy tên là Kim Cang Nhãn Tràng, trong biển đó có thế giới trùng tên là Trang Nghiêm Pháp Giới Kiều. Kế
Kế lại có biển Hương Thủy, tên là Trùng Trùng Liên Hoa Diệu Trang Nghiêm. Trong biển đó có thế giới trùng tên là Hằng Xuất Thập Phương Biến Hóa. Kế lại có biển Hương Thủy, tên là Trùng Trùng Liên Hoa Diệu Trang Nghiêm. Trong biển đó có thế giới trùng tên là Hằng Xuất Thập Phương Biến Hóa. Kế lại có biển Hương Thủy, tên là Vô Gián Bảo Vương Luân. Trong biển đó có thế giới trùng tên là Bảo Liên Hoa Hành Mật Vân. Kế lại có biển Hương Thủy, tên là Vô Gián Bảo Vương Luân. Trong biển đó có thế giới trùng tên là Bảo Liên Hoa Hành Mật Vân. Kế lại có biển Hương Thủy, tên là Diệu Hương Diễm Phổ Trang Nghiêm. Trong biển đó có thế giới trùng tên là Tỷ Lô Giá Na Biến Hóa Hạnh. Kế lại có biển Hương Thủy, tên là Diệu Hương Diễm Phổ Trang Nghiêm. Trong biển đó có thế giới trùng tên là Tỷ Lô Giá Na Biến Hóa Hạnh. Kế lại có biển Hương Thủy, tên là Bảo Mạt Diêm Phổ Tràng. Trong đó có thế giới trùng tên là Chư Phật Hộ Niệm Cảnh Giới. Kế lại có biển Hương Thủy, tên là Bảo Mạt Diêm Phổ Tràng. Trong biển đó có thế giới trùng tên là Chư Phật Hộ Niệm Cảnh Giới. Kế lại có biển Hương Thủy, tên là Nhất Thiết Sắc Xí Nhân Quang. Trong biển đó có thế giới trùng tên là Tối Thắng Quang Biến Chiếu. Kế lại có biển Hương Thủy, tên là Nhất Thiết Sắc Xí Nhân Quang. Trong biển đó có thế giới trùng tên là Tối Thắng Quang Biến Chiếu. Kế lại có biển Hương Thủy, tên là Nhất Thiết Trang Nghiêm Cụ Cảnh Giới. Trong biển đó có thế giới trùng tên là Bảo Diễm Đăng. Kế lại có biển Hương Thủy, tên là Nhất Thiết Trang Nghiêm Cụ Cảnh Giới. Trong biển đó có thế giới trùng tên là Bảo Diễm Đăng. Có các biển Hương Thủy như vậy, nhiều bất khả thuyết số hạt bụi cõi Phật. Giống như biển Hương Thủy vừa nói ở trên, có nhiều bất khả thuyết như số hạt bụi cõi Phật. Gần núi Luân Bì Nhất có biển Hương Thủy tên là Lưu Ly Địa. Trong đó có thế giới trùng tên là Thường Phóng Quang Minh, dùng thế giới hải kiếp âm thanh thanh tịnh làm thể. Nơi gần núi Luân Bì Nhất có biển Hương Thủy tên là Lưu Ly Địa. Trong biển đó có thế giới trùng tên là Thường Phóng Quang Minh, dùng thế giới hải kiếp âm thanh thanh tịnh làm thể. Trong đó phương giới cùng có thế giới tên là Khả Ái Lạc Tịnh Quang Tràng. Có các thế giới nhiều như số hạt bụi cõi Phật bao bọc chung quanh thuần nhất thanh tịnh. Đức Phật ở thế giới đó hiệu là Tối Thắng Tam Muội Tinh Tấn Huệ. Thế giới trùng Thường Phóng Quang Minh có 20 tầng thế giới, trong đó phương giới cùng có thế giới tên là Khả Ái Lạc Tịnh Quang Tràng. Có các thế giới nhiều như số hạt bụi cõi Phật bao bọc chung quanh làm quyến thuộc, thuần nhất thanh tịnh chẳng hỗn tạp. Thế giới đó có vị Phật hiệu là Tối Thắng Tam Muội Tinh Tấn Huệ đang chuyển pháp luân giáo hóa chúng sinh. Phía trên trải qua các thế giới nhiều như số hạt bụi 10 cõi Phật và ngang bằng với thế giới Kim Cang Tràng